Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam hai vụ việc nổi cộm và nạn thiếu niềm tin vào lời chính quyền. Hai sự kiện nổi cộm trong tuần vừa qua trên các trang mạng xã hội ở Việt Nam dường như chẳng liên quan, không mấy ăn nhập, nhưng suy nghĩ kỹ đều có chung một nguyên nhân là thiếu niềm tin. Tác giả Bùi Uyên, kiến trúc sư tại Paris, Pháp đã nêu nhận định trong bài viết trên trang BBC tiếng Việt. Ồn ào nhất trong công luận là việc các phụ huynh phân vân lo lắng không biết có nên cho con đi tiêm chủng kháng COVID-19 hay không, chủ yếu vì mấy lô thuốc đúng trước ngày hết đạt mới được gia hạn thêm 3 tháng lại được dùng để tiêm cho trẻ em. Đây là hình ảnh báo Tuổi Trẻ với thông tin Hà Nội đã trả lại hai lô vaccine Pfizer tăng hạn sử dụng sau sự kiện 3 trẻ em tử vong sau khi tiêm. Ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh thì triển khai tiêm cho trẻ 210.000 liều vaccine Pfizer được gia hạn thêm 3 tháng sử dụng sau khi hết đát, theo báo Thanh Niên chia sẻ. Mặc dù có một công văn chính thống dài vài trang giải thích và chứng nhận việc gia hạn vaccine, phụ huynh vẫn nghi ngờ về sự hỏa tốc của nó, rồi quay ra đặt câu hỏi về điều kiện bảo quản rộng hơn là vì sao trẻ con phải tiêm khi người lớn còn chưa tiêm hết. Nhiều người còn có phản ứng mạnh mẽ hơn, các mạng xã hội tràn ngập những lời bình luận cay nghiệt, rồi có những phụ huynh cho biểu quyết chưa cho con tiêm đợt này. Bên cạnh đó, việc một thanh niên đi nghĩa vụ quân sự bất ngờ tử vong, mờ ám rồi được trả về nhà cũng làm dư luận dậy sóng. Trên những trang đăng tải chương trình chính thức của các đơn vị về việc binh nhất Nguyễn Văn Thiên đột quỵ ở phần bình luận, hầu như không tìm thấy bóng một comment nào tin vào lý do thông báo trên. Không do dự, đa số liên tưởng ngay đến cái chết tức tưởi của một binh nhất khi khác cũng đã từng khiến dư luận bất bình sâu sắc. Người dân có đọc công văn của Bộ Y tế đóng dấu son đỏ hay biết bao lời giải thích phân trần về hậu họa khác mà cũng vẫn thắc mắc và đặt hàng trăm câu hỏi ngờ vực với chính quyền. Bản tường trình của quân đội hay bên pháp y xem trên báo Vietnamnet vụ tử vong của binh nhất Nguyễn Văn Thiên thì có dài dằng dặc, chính quyền có khẳng định như đinh đóng cột thế này thế kia thì cũng không thể làm cho nguôi hình ảnh đau lòng phơi ra trước mắt công chúng. Khác biệt nhỏ giữa hai sự việc có xăng có chăng là sự tác động trực tiếp của nó lên mỗi người. Một thanh niên khỏe mạnh chết khó hiểu trong trại lính là trường hợp dù rất đau thương nhưng được cho là hãn hữu, có thể chép miệng bỏ qua. Đây là hình ảnh quân nhân Nguyễn Văn Thiên bị báo chí cho là đột quỵ sau khi tắm, trong khi cơ thể nhiều vết bầm tím mà gia đình có thông tin rằng Thiên đã bị đánh dã man trước khi chết. Nhưng tiêm cho hàng ngàn, thậm chí hàng triệu trẻ em thì sự lo lắng, phân vân, thiếu tin tưởng là đến từ các bậc làm cha, làm mẹ. Những người duy nhất chịu mọi trách nhiệm cho việc lựa chọn tiêm hay không tiêm cho con của mình. Và vấn đề trở nên rất nhạy cảm khi chạm tới những đứa trẻ mà còn cả một tương lai rất dài ở phía trước mà không bố mẹ nào muốn phải hối hận sau này hoặc ngày mai. Sự quan tâm và lo lắng cho hai sự việc vì thế khác hẳn nhau, chính bởi tính sát sườn của nó cũng khác nhau. Nhưng nguyên nhân và bản chất thì không có gì khác biệt, và theo tôi đó là sự thiếu niềm tin vào những gì chính quyền nói và làm. Gia đình và nhiều người chưa tin vào kết luận của binh nhất Nguyễn Văn Thiên tự té ngã, nhưng không rõ quân đội Việt Nam còn điều tra tiếp nữa hay không. Dân cũng không tin chính quyền có hại gì hay không. Có chứ, hại cho một chính sách có thể đúng lại khó triển khai hiệu quả. Hại cho người dân không biết dựa vào đâu cho những quyết định của mình để rồi bị lừa hay theo những lời khuyên, thông tin thật giả, trôi nổi, không có căn cứ. Sản phẩm của sự mất niềm tin này là một xã hội với lối tư duy ngắn, đối phó, mà không xây dựng bằng những giá trị chung vững chãi. Tác giả Bùi Uyên đã nêu quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn ở Đồng Nai với lá đơn xin thôi việc nêu lý do rằng ông cảm thấy tởm nhất và là vấn nạn dối trá trong môi trường giáo dục. Tất cả chúng ta thật lòng nói dối, đó là tựa đề bài viết của nhà văn Thái Hạo đăng trên trang Facebook cá nhân của mình được chia sẻ. Tôi viết khi một nhóm người ăn cướp để làm giàu thì phần còn lại sẽ ăn cắp để sống. Câu này được nhiều người hiểu một cách rất thô sơ, chắc nó chừa mình ra mà không tự thấy rằng chính mình cũng là người ăn cắp. Thói gian dối tràn ngập khắp nơi, khi đi học chúng ta ăn cắp bằng cách quay cóp trong những giờ kiểm tra. Khi ra trường,
chúng ta ăn cắp bằng cách chạy trọt đốt lót xin việc. Đó là cách ăn cắp cơ hội của người khác. Khi đi làm, chúng ta đối phó làm việc cầm chừng, đi muộn, về sớm. Chúng ta ăn cắp giáo án trên mạng, ăn cắp thành tích bằng cách cấy điểm cho học trò, ăn cắp bằng những bản báo cáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vân vân. Ăn cắp khắp nơi, ăn cắp tràn lan trong xã hội, ăn cắp từ trẻ tới già, từ nông thôn đến thành phố, từ ngoài đường vào công sở. Có bao nhiêu người đang say mê làm việc, sáng tạo trong số 100 triệu người dân Việt Nam đây? Đó là câu hỏi cũng được đặt ra. Có bao nhiêu người đang tối ngày đẩy công? Có bao nhiêu người đang sáng cắp ô đi, tối cắp ô về? Có bao nhiêu người đang chờ từng ngày để về hưu đây? Chúng ta cũng đang có một xã hội trì trệ, mà đó cấp trên nói dối cấp dưới đối phó với cấp trên và cả hai cùng nhau đối phó với xã hội. Đây là hình ảnh tờ báo Sinh với phát biểu trích dẫn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng người tự trọng không bao giờ tham nhũng. Chúng ta cứ diễn lại mãi một vở kịch tuồng cũ dích cho nhau xem, dù cả diễn viên và khán giả đều đi guốc trong bụng lẫn nhau, nhưng vẫn diễn như thật, diễn say mê và giả vờ vỗ tay vừa lòng nhau. Đó là một xã hội lâm bệnh nặng, bệnh suy dinh dưỡng tinh thần, nó ốm yếu, vật vờ, tồn tại nhưng lòe loẹt và đọt dáng. Chúng ta ăn cắp niềm tin của nhau, con người không tin nhau nữa, ở đâu cũng thấy những ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác. Một xã hội rườm lời, người ta nói rất nhiều và quên ngay lời nói của mình mà không thấy xấu hổ hay day dứt gì nữa. Người ta nghe mà chỉ nghe cho vui đó mà thôi. Một lời vàng đá giờ như cổ tích làm gì còn, xuất ngôn, cửu đỉnh, vân vân. Trước cái xấu cái ác, đấu tranh tránh đầu. Thế là người ta tìm cách thích nghi bằng cách biến đổi chính mình như một con tắc kè. Đầu tiên là bằng nói dối, rồi làm ẩu, làm láo, làm giả, giết rồi người ta sống giả, khóc giả, cười giả và cũng giận dữ giả. Chúng ta tỉnh táo tới mức không thể chấp nhận việc có nhiều người động lòng thương gia đình một cô bé nghèo khổ ăn cắp. Chúng ta sáng suốt nhân danh đủ thứ lý lẽ để đòi trừng trị. Chúng ta cao giọng dạy dỗ huấn thị. Ngày xưa khi phát hiện một đứa trẻ đang leo cây hái trộm ổi, ông chủ nhà sẽ im lặng không lên tiếng, giả vờ như không biết vì sợ nó té ngã. Ngày xưa khi một đứa trẻ ăn trộm trái cây trong vườn, ông thầy đồ, ông sẽ nói cháu đừng hái trái xanh, rồi đến trưa thì tự tay mang sang nhà cho một giỏ. Thời tôi vẫn còn lác đác thế đấy, thời cha mẹ ông bà tôi thì nhiều hơn. Và ai cũng biết ăn cắp là xấu, ngay cả một đứa trẻ, vì thế mà người ta mới lén lút, mới nói dối, mới sợ hãi, không cần phải nói về cái đó nữa, hành xử thế nào mà thôi. Đây là hình ảnh không ít người Việt Nam nay tìm đến thần Phật vì mất niềm tin vào các chuẩn mực mang tính quốc gia. Khi ta đối xử với một đứa trẻ ăn cắp như một đứa ăn cắp thì nó sẽ mãi là đứa ăn cắp. Khi ta đối xử với đứa trẻ ăn cắp như một con vật thì thiếu tính của nó nổi lên. Khi ta đối xử với kẻ ăn cắp như một con người, kẻ cắp sẽ thành người. Không phải là dung túng, không ai dung túng cả, cũng không bàn câu chuyện luật pháp nữa, luật pháp phải được thượng tôn. Tôi chỉ nói chuyện con người, đó là nhân tính, là lòng bao dung, là sự vị tha, là tình yêu thương con người. Là tính người, nó vốn có và tràn đầy trong cõi lòng mỗi người. Thế mà bây giờ, còn phải ngồi mổ xẻ, cân nhắc, tính toán, không còn chỗ lòng cho lòng từ bi mẫn nữa. 7 năm sau, một đứa học trò tìm đến nhà thầy. Thầy có nhớ em không? Ngày xưa, trong giờ kiểm tra, em đã dở tài liệu, nhưng thầy chỉ nhìn im lặng, đi xuống và gõ thật nhẹ lên bàn. Mà không cho ai biết, thầy đã không làm em phải xấu hổ, nhục nhã. Bây giờ, em đã đi làm và luôn nhớ đến điều đó. Không ai xấu đi vì nhận được sự tôn trọng và tình yêu thương cả. Chỉ là chúng ta không còn tin yêu điều ấy nữa mà thôi. Bỗng nhớ bài thơ vô cùng của Hoàng Nhuận Cầm như sau. Tất cả chúng ta thật lòng nói dối. Tất cả chúng ta áo đẫm mồ hôi. Tất cả chúng ta căn nhà chật chội. Giữa cõi vô vàn, vô tận mà thôi. Tất cả chúng ta đều bị theo dõi. Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi. Tất cả chúng ta như bầy chó đói. Ngửa mặt lên trời, hóng bóng, trăng rơi. Tất cả chúng ta đều không vô tội. Mỗi đêm một tờ giấy trắng mồ côi.
Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bắt học sinh từ lớp 2 đến hết phổ thông phải mua sách Tư tưởng Hồ Chí Minh để làm gì. Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh Hòa Bình và Thái Nguyên hồi đầu năm học đã ra công văn yêu cầu giáo viên và các học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trang bị tài liệu hỏi đáp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước, tài liệu này dày 276 trang với gần 1.000 câu hỏi liên quan đến 3 vấn đề: lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến nay, nội dung và giá trị tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, tìm hiểu biển đảo Việt Nam và Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam. Đây là hình ảnh công văn chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên bên trái và của tỉnh Hòa Bình. Kèm theo đó là một số văn bản như di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luật biển Việt Nam và một số chỉ thị của Bộ Chính trị. Trong khi đó, với học sinh lớp 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ yêu cầu các em đọc được những câu, đoạn văn, bài thơ ngắn có nội dung đơn giản, gần gũi với lứa tuổi. Chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh này giống nhau đến 100% như sau. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện một số nội dung sau, v.v. Và toàn văn đều hai công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên thì viết trang bị tài liệu hỏi đáp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lớp 2 cho đến lớp 12. Đối với giáo viên thì mỗi trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học và phổ thông cơ sở trang bị cho mỗi giáo viên giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân một cuốn. Nhà trường có thể mua thêm tài liệu để trang bị cho thư viện phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục. Công văn này do Phó Phòng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình Nguyễn Đức Lương đã ký. Được biết, cuốn sách Hỏi đáp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hà, Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Trang, Ngô Thị Hà biên soạn, chủ biên và là tác giả Nguyễn Xuân Hà. Cuốn sách này in với số lượng 10.000 cuốn khổ 17x24, gồm 276 trang do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản và giá bán là 85.000 đồng mỗi cuốn. Đây là hình ảnh sách hỏi đáp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và hàng loạt sách về tư tưởng Hồ Chí Minh đã được xuất bản đại trà trong thời gian vừa qua. Thầy Sơn hiện đang dạy tại một trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh, nêu quan điểm của ông với đài tiếng FA về việc này như sau. Phải nhắc lại vụ một đứa bé 10 tuổi đọc cuốn Lenin toàn tập. Theo tôi, nó chỉ ham đọc sách chứ nó hoàn toàn không hiểu gì cả. Nếu cha mẹ hiểu thì cũng ngăn không cho nó đọc mà khuyến khích nó đọc những gì ngang tầm với nó. Việc này báo chí tung hô lên cho thấy cái tư tưởng đã lạc hướng. Còn với vụ này, tôi thấy mấy ông ở giáo dục đó rất là tầm phào. Chắc cũng muốn hợp tác với nhà xuất bản để bán sách cho trẻ em học lớp 2 thì mua để làm gì? Làm sao nó đọc hiểu để mà đối đáp với giáo viên cho được? Nếu cứ lặp đi lặp lại thì nó sẽ tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ và nó nhớ lâu hơn nữa. Vấn đề là phụ huynh cần tỉnh táo trong những trường hợp như thế này. Nếu thấy không tốt thì dứt khoát không cho con mình động đến, chứ với chính sách nhồi sọ kiểu lặp đi lặp lại thì trẻ em cũng bị tiêm nhiễm. Trừ những gia đình hiểu biết, sau này hướng cho nó những cái khác, cho nó đọc những thông tin trái chiều để nó nhận biết. Còn những đứa trẻ sống trong gia đình cách mạng nòi thì cũng khó vượt qua. Vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, nhiều tờ báo lớn trong nước như báo Tuổi Trẻ, Việt Nam Express đã đưa tin một chú bé 10 tuổi ở Hà Tĩnh đã đọc hàng trăm cuốn sách lịch sử Việt Nam và thế giới. Mục tiêu của cậu bé là sẽ đọc hết 55 cuốn Lenin toàn tập, mỗi quyển dày vài trăm trang. Đây là hình ảnh rất nhiều báo Việt Nam đăng tin cậu bé 10 tuổi đọc sách Lenin toàn tập. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng đây rõ ràng là chính sách nhồi sọ xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ mấy chục năm qua. Ông nói tiếp, thứ nhất là Hồ Chí Minh không có tư tưởng gì cả, mà giả sử ông có tư tưởng gì đi chăng nữa, thì tư tưởng là một phạm chủ triết học trừu tượng, khó hiểu, chỉ dành cho bậc học cao hơn mang tính nghiên cứu. Nó hoàn toàn không phù hợp cho học trò từ lớp 2 đến lớp 12. Việc yêu cầu học trò phải mua sách Tư tưởng Hồ Chí Minh thì tôi cho rằng nó không nằm ngoài chính sách nhồi sọ. Đây là một chính sách có hệ thống xuyên suốt rất tinh vi.
Cái đặc tính của Nhồi Sọ, thứ nhất là sùng bái cá nhân, thứ hai là bác bỏ khoa học, thứ ba là phớt lờ pháp luật. Mà đối tượng Nhồi Sọ thì càng nhỏ, càng trẻ thì càng thành công. Chính sách Nhồi Sọ này rất có lợi cho các chế độ độc tài đảng toàn trị, nhưng rất tai hại và để lại di họa cho rất nhiều thế hệ sau này. Đây là hình ảnh pano kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh treo ở Hà Nội, hình chụp ngày 19 tháng 5 năm 2020. Thứ hai, có thể trong tình hình ngân sách ngày càng eo uột thì bán sách cũng nhằm để kiếm thêm ít tiền để trang trải lúc khó khăn như thế này. Tôi tin là từ Bộ Chính trị cho tới Chính phủ sẽ không quan tâm vụ này, bởi đụng vào chính sách Nhồi Sọ thì càng tốt cho họ. Ở Việt Nam, trong nhiều năm qua, việc học tập và làm theo gương Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản phát động thành phong trào rộng khắp với nhiều nghị quyết được ban hành. Mục tiêu đề ra là tạo được những chuyển biến sâu rộng về nhận thức và hành động nhằm nâng cao đạo đức, năng lực của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nhiều cuộc thi học viên giỏi, thi báo cáo viên giỏi được tổ chức hàng năm nhằm tuyên dương những người có báo cáo hay. Cũng mới hôm 5 tháng 12, Ban Tuyên giáo của Trung ương đã tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi là Hồ Chí Minh Hành trình Khát vọng 2021 tại Hà Nội. Các vị lãnh đạo đã trao biểu trưng tôn vinh cho 22 cá nhân, tập thể, điển hình, tiêu biểu. Nhân đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các điển hình tiêu biểu phấn đấu hơn nữa để cả dân tộc Việt Nam là một rừng hoa đẹp, góp phần làm cho di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Được biết cũng trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết vào năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong và phong cách Hồ Chí Minh, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rằng những di sản của ông Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, cho nhân dân là vô cùng đồ sộ và quý giá. Đây là hình ảnh khẩu hiệu học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở một trại tâm thần. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời để các thế hệ tiếp nối thường xuyên học tập và noi theo. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã từng kể với đài FA rằng vào năm 2007, ông từng được huấn luyện để trở thành báo cáo viên, đã tham dự cuộc thi báo cáo viên giỏi được giải cao. Ông đã phát hiện ra nhiều mánh khóe gian dối trong việc tổ chức học và thi như vậy. Theo ông, khi phát động phong trào học và làm theo Hồ Chí Minh, các lãnh đạo đảng còn nhằm một mục tiêu khác nhưng không công bố. Đó là tạo nên sự sùng bái cá nhân lãnh tụ, một trong những chủ trương quan trọng của Cộng sản. Chính mục tiêu bị che giấu này đã tạo ra những hoạt động hình thức chủ yếu là tuyên truyền, chứ không học được những điều quan trọng như tinh thần dân chủ mà Hồ Chí Minh quan tâm. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ tư tưởng chính thống bên cạnh chủ nghĩa Mác Lênin, là kim chỉ nam cho mọi hành động và được chính thức đưa ra từ đại hội lần thứ 7 của Đảng vào năm 1991. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn nỗ lực và tìm mọi cách tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở tất cả các tầng lớp trong xã hội. Một số thì cho rằng sau hàng chục năm học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vào tù vì suy thoái đạo đức.